tiếp theo thì mình sẽ thêm một cái phần border ở đây, cái hình border ở đây như vậy. Đó, mình sẽ thêm một cái để deep connect bằng râu và cũng có một cái deep connect container my container food như vậy, và mình sẽ có một cái hình border trở tới một cái hình border chấm gpt đây. Rồi mình sẽ deprecate lại đó thì nó ra được cái hình border top như vậy, border head menu chỗ này như này. Tiếp theo thì mình cũng tạo ra một cái thẻ div connect bằng râu. Rồi mình sẽ đi tạo cái menu C3 ở đây. Mình sẽ tạo hẳn menu C3 ở đây. Và mình tạo ra một cái thẻ div có ID bằng div menu C3 và có class là column medium 3, column small 3 và column nav 3, tức là cái thanh menu C3 này sẽ chiếm là 3 cột. Rồi mình sẽ thêm một cái thẻ H3 để mà mình thêm cái tiêu đề là danh mục sản phẩm. Rồi mình sẽ thêm các thẻ UN rồi NI rồi chọn tới cái hình icon menu vân vân.
và mình reset lại đôi giờ thì nó ra được cái menu size 3 như vậy. Thì sau đây thì mình sẽ viết CSS để chỉnh lại size cho nó. Đầu tiên thì mình sẽ viết CSS cho cái div có cái ID là bằng div menu size 3. Mình sẽ viết CSS như sau. Mình sẽ viết sẽ add chỉnh style cho cái menu C3 như sau. Rồi mình refresh đâu giờ. Đó, thì cái menu sidebar nó đã thay đổi như vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ viết code hiển thị cái phần body, phần main content ở đây. Mình sẽ sẽ chuyển cái tay cái thẻ tay này lên đây. Rồi tiếp theo mình sẽ qua cái trang index và mình thiết kế lại cái trang nó. Rồi mình sẽ thêm một cái thẻ div có cái ID là main content. Và có cái class bằng column small 9, column medium 9 và column large 9. Tức là cái phần main content này nó sẽ chiếm là 9 cột. Đó. Như các bạn thấy ở đây là cái danh mục sản phẩm nó sẽ chiếm là 3 cột, cái menu size 3 danh mục sản phẩm sẽ chiếm là 3 cột, còn cái phần main content sẽ chiếm là 9 cột. Tiếp theo thì mình sẽ đi hiển thị cái tiêu đề của cái từng một từng tiêu đề bánh cưới bánh hỏi như vậy. Rồi mình nhấn save. Mình cũng sửa cái charset và cái pane coding thành UTF-8. Rồi mình sẽ refresh lại đâu giờ. Rồi mình sẽ viết CSS để chỉnh lại cái style cho nó. Mình sẽ ghi chú ở đây là CSS phần nội dung chính. Mình sẽ viết CSS cho cái thẻ div có ID là bằng div main content. Đó, mình sẽ viết CSS cho cái div main content như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ viết CSS cho cái thẻ div có ID là bằng div tên danh mục. Đó, mình sẽ viết CSS như vậy. Mình refresh user. Đó, nó ra được cái tiêu đề danh mục như vậy. Rồi tiếp theo là mình sẽ hiển thị các danh mục các danh sách sản phẩm ở đây. Rồi ở dưới cái thẻ div ID bằng div tên danh mục này thì mình sẽ thêm hai cái thẻ div. Có cái class là bằng rotate center và cái thẻ div tiếp theo có cái class là bằng column small 12, column medium 6 và column large 4. Tức là khi mà ở màn hình máy tính lớn thì nó sẽ chiếm là 4 cột. Màn hình vừa thì sẽ chiếm là 6 cột.
là mình nhỏ thì chiếm là 12 cột. Tiếp theo thì các bạn sẽ vô trang cái Get Bootstrap. Các bạn sẽ vô trang Bootstrap và vô một cái component, và các bạn đi xuống cái phần thumbnail. Và các bạn sẽ code cái thẻ div với class bằng thumbnail này. Và bỏ vô cái thẻ div bên đồ set của mình như vậy. Rồi mình refresh user. Đó thì nó ra được cái thumbnail như vậy. Rồi mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó hiển thị cái hình của sản phẩm, rồi cái tên, rồi mã số sản phẩm, rồi giá sản phẩm như thế này. Rồi mình sẽ chỉnh sửa nó như sau. Mình sẽ chỉnh sửa và mình chọn tới cái hình bánh cưới như vậy. Rồi mình có thẻ H1 để hiển thị cái tên, rồi thẻ P để hiển thị mã số và giá như vậy. Rồi cái class là thumbnail, rồi mình cũng tạo ra một cái class là My Custom Thumbnail để làm tùy chỉnh lại cái thumbnail của mình. Rồi mình sẽ copy class này và mình qua bên Tag User và mình tùy chỉnh lại cái My Custom Thumbnail. Rồi mình sẽ viết CSS cho cái class này như sau. Rồi tương tự thì mình cũng copy và mình add xuống cái thẻ media bên dưới này. Rồi sau đó thì mình refresh lại cái đâu giờ. Đó thì nó đã hiển thị là được cái sản phẩm như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ copy cái thẻ div này. Và mình sửa cái hình này ra. Sửa cái tên hình này. Đó. Thì mình refresh lại đâu dần thì nó đã hiển thị ra được ba cái sản phẩm như vậy. Tương tự thì mình cũng copy mình paste xuống. Khi mình paste như vậy thì khi mình paste đến cái thumbnail thứ 4 thì nó sẽ tự động nó sẽ xuống cái dòng mới. Tại vì ba cái dòng này đã chiếm là 12 cột nên là cái thumbnail này nó sẽ tự động nhảy sang một cái hàng mới. Rồi tương tự thì mình cũng copy cái thẻ div trên và mình thêm sửa lại các hình cho nó, tên hình cho nó. Rồi mình đi các đâu giờ. Đó, nó đã hiển thị ra cái danh sách sản phẩm cho mình như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ thêm một cái thẻ div để hiển thị tiếp cái danh mục sản phẩm khác. Rồi tiếp theo là bên dưới này thì mình sẽ đem một cái thẻ div có ID là bằng div tên danh mục. Rồi cái dòng H3 này thì mình xóa đi. Rồi mình cũng thêm một cái thẻ H3 để hiển thị cái H2 để hiển thị cái tiêu đề của cái div tên danh mục là bánh sinh nhật. Tương tự như trên thì mình cũng có một cái thẻ div có class là bằng row và test center. Rồi bên trong thì cũng có các thumbnail tương tự như cái phần ở trên. Rồi mình đi refresh lại đâu giờ. Đó thì mình ra được cái trang web như vậy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thêm cái phần footer cho nó.
Rồi mình sẽ quay lại cái template user.jp và mình ghi chú ở đây nè, phần footer. Rồi mình cũng tạo ra một cái đèn div có id bằng div footer. Rồi bên trong lại có một cái đèn div có class màu râu. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thêm một cái đèn div có cái id bằng footer content. Class là bằng container và my custom container. Rồi có cái tag h1 để hiển thị cái tên và cái địa chỉ vân vân ở đây. Rồi mình sẽ refresh lại trình duyệt thì nó ra được cái phần footer như vậy, mà cái style của nó chưa có giống với bên này thì mình sẽ đi viết code CSS để chỉnh lại cái style cho nó giống với bên này. Thì mình sẽ vô cái file type user và mình viết CSS cho nó. Mình sẽ ghi chú ở đây này, CSS phần footer. Rồi mình sẽ viết CSS cho cái thẻ, cái div có cái id bằng div footer như vậy. Mình sẽ chỉnh cái màu cho cái div footer và chỉnh cái tag là center. Rồi tiếp theo thì mình sẽ chỉnh style cho cái div có id bằng footer content như vậy. Đó, mình sẽ viết style cho cái footer content như vậy. Và mình click show và mình sẽ defend lại đâu giờ thì cái footer nó ra được cái giao diện như vậy. Đó, cái phần footer nó ra được cái giao diện như vậy, cái này nó giống với cái giao diện bên này. Đó, thì cái buổi hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc.